Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Family Federer Cuộc sống ở Thụy Sĩ các bạn nhé. Các bạn ơi, đây là tiếng gầy của chồng mình đấy các bạn ạ. À. Bây giờ hiện tại thì chắc là khuya lắm rồi các bạn. Bây giờ mình dậy để đi thay bỉm cho con đấy các bạn. Thì chồng mình đang gầy khò khò luôn các bạn ơi. Ở quê mình tiếng gầy như này thì người ta gọi là kêu gỗ các bạn ạ. À. Chồng mình thì đêm nào ngủ anh cũng kêu gỗ rầm rầm như này các bạn. không biết chồng các bạn như này, thì chồng mình là đêm nào cũng thế, cũng giống như chồng một cái live show của anh luôn thực sự các bạn ạ. Đi vô đi thay bỉm cho con. Wow, các bạn ơi, bây giờ bé ngủ say sưa luôn các bạn ạ. Hai em bé nhà mình ngủ say sưa luôn đấy. Ôi trời, ngủ không đắp chăn luôn các bạn ơi. Con lành đến bay thì các bé nhà mình đều không đắp chăn luôn các bạn. Đó, lâu rồi là cho ngủ riêng rồi đó. Rất là quậy phá luôn, kinh phòng này. Khi nào cái kiểu trong cái tình trạng là không gọn gàng luôn các bạn ạ. Kẻ ngủ thì ngủ có cái kiểu ngủ hay không các Đi bạn ăn nha. cho con đi. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Đã quay trở lại với kênh Family Federer Cuộc sống ở Thụy Sĩ. Các bạn ơi, buồn ngủ lắm các bạn ạ. Buồn ngủ lắm luôn á. Ngày hôm nay thì wifi nhà mình nó bị hỏng ấy. Thực ra thì không không phải là nó bị hỏng mà là do người công ty á đến làm đứt cái dây wifi các bạn ạ, thành ra là nhà mình không có wifi dùng ngày hôm nay luôn đấy. Nhưng mà không khắc phục được, họ về đây sang mai là hôm nay mình không hề đăng video gì lên luôn các bạn ạ. Bây giờ đến giờ thay bỉm cho con mà đi ngủ một phát các bạn ơi. Ông xã mình gầy mầm luôn á, nghe được luôn. Không biết các bạn có nghe thấy không, mình nghe rầm rầm luôn á. Con trai mình thì ngủ rất là say nha các bạn. Mình thay bỉm cho con nhé. Buồn ngủ. Giờ nên là giờ phải ngủ rồi các bạn ơi. Thay hôm nay thay sừng cho con một chút là vì để mà đi ngủ. Ôi trời ơi, cái này không được. Ở đất ngủ này. Hai cái quần các bạn ơi, kinh hoàng chưa này. Tại nó mặc hai cái quần, mọi người biết không ạ? Sợ mẹ phải thấy bìm chó ấy, đông quá hai cái quần. Kinh hoàng. Mẹ ban đêm là ngủ là ít khi mình mặc à. Mặc thêm quần cho con lắm. Vì để cho nó mặc các bìm thôi là được, để cho cháu thoải mái một chút đấy. Nhưng mà nó đông quá hai cái quần luôn các bạn. À mẹ, mồ hôi trời rét ở bên ngoài âm mây độ, mà thời tiết âm mây độ đó các bạn ạ, mà con mình vẫn chết sốt luôn, là mồ hôi một cái toát luôn cả người luôn này, vì trong nhà bận bê sưởi ấy. Đau đầu quá, chắc là mình phải đi ngủ sâm sâm các bạn ạ. Video này là mình làm đây là chắc ngày mai mình đăng lên các bạn ạ. Thay cái bỉm cho con đấy các bạn ơi. Kiểu ở trong nhà bật máy sưởi các bạn cho nên là nó ấm ấy. Cũng chưa nặng mấy nhưng mà phải thay một độ rồi thay. Ngáp mà sai quay hàm luôn đó cả nhà ơi. Ngáp mà sai quay hàm luôn. Ok là xong rồi các bạn. Các bạn ơi, có lẽ mình đã đi ngủ đấy, chứ bây giờ mình cũng có rất là nhiều cái điều muốn tâm sự với các bạn, nhưng mà giờ thực sự là buồn ngủ quá rồi trời ơi. Ngủ say sưa không biết cái gì luôn. Mẹ thay bỉm đêm mà khi mộng cửa ngủ say sưa không biết gì luôn.
mai lại hỏi nên mẹ quẩn con mua. Mặc một lúc, mặc một lúc hai cái quẩn luôn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.